Hey yo anh em, xin chào anh em quay trở lại với Video Photo. Hôm nay không có mic bởi vì là hôm qua là cái file xong rồi quên không tắt gì, hết pin. Hôm nay sẽ review anh em lại chay như ngày xưa. Được một hôm review bằng mic xịn sò thì là quay lại chay anh em thông cảm. Làm việc kiểu nông dân nó quen rồi, giờ làm việc kiểu hiện đại xịn sò đó không quen lắm thôi, nghe hơi tiếng lè rè, các bạn thông cảm đi. Đây là chiếc Neo Classico mình đã từng review cho anh em, nhưng lúc đấy nó mới gọi là phần 1 70% thôi. Còn hôm nay này, full hết luôn. Tổng phanh Brembo, tổng phanh sau JWM, đĩa Brembo, đĩa heo Brembo, logo đỏ. Đấy, rất nhiều đồ mới, làm tem rất đẹp luôn. Tem này anh em thấy giống con tem gì không? Tem của con Scopy, một con tem Scopy modify lại cho dàn cho Mio Classico. Hôm nay mình sẽ review cho anh em con Mio Classico này nhá. Mua một con xe cũ ở trên thị trường, nó bằng tiền chắc bằng tiền con tổng phanh này. Mua xe cũ trên thị trường bán chắc chỉ bằng tiền con tổng phanh này thôi. Nhưng mà chủ xe là đầu tư mua cho mẹ đi chợ, đầu tư rất nhiều, vừa đi kiểm, vừa đi chơi, vừa đi chợ. Chiếc xe huyền thoại thời ngày xưa đây. Ok anh em, chúng ta cũng bắt đầu review nhá. Thì đấy, như anh em biết ngày xưa cha mẹ chúng ta hay là cha ông chúng ta đi chiếc Mio này, vì tại sao các bạn biết không? Nó nhỏ, lùn và bé. Đối thủ của Honda Click ngày xưa ấy, con Click bé ngày xưa ấy. Đấy. Nên là cái vành này của nó size vành rất là bé, vành 14, lùn, thấp bé. Đèn cũng để cũng thấp. Đấy, giống như chiếc Pixie à. Đấy. Đúng kiểu đối thủ đấy, gọn gọn nhẹ nhàng. Nó không to khủng hoảng như Vario, Everblade hay SH bây giờ. Đấy, ngày xưa chiếc xe này có từ rất lâu rồi. Đây là chiếc xe mà mình đã dọn lên cho khách full lên xong rồi. Đấy. Thì chiếc này là bây giờ có update thêm những cái đồ mới này. Các bạn đi này. Đây dàn chân là mình đặt pad CNC lại cái pad theo Brembo. Đấy, pad này để đi theo Brembo hai pin logo đỏ. Đấy, con này là logo đỏ, còn đĩa này là đĩa của bên TV6. Đấy. Dây dầu thì mình cắt dây dầu heo đi lên. Đấy các bạn thấy không? Ống dầu phải sử dụng ống dầu Brembo chân 1.0 luôn. Đấy, lên bắt lên. Thì cái này đơn giản hơn. Chúng ta lên cái đầu này. Đầu này sẽ không quặp với anh em Sega. Đây các bạn. Đấy. Đây. Mình sẽ đã phải quét cái nhựa này. Đấy. Quét nhựa để đặt cái tổng phanh Brembo này vào. Đấy. Quét nhựa đặt tổng phanh. Thì đặt cốc phanh này, đây cái cốc dầu này mà anh em quay ở Exciter các thứ các bạn hay thích đặt này. Đấy, đặt cốc có gọn đây, chứ không phải đặt vòng lên nữa, không phải vắt lên nữa. Đặt gọn như này luôn, nhìn rất là đẹp. Thì cái này là mình chỉ có làm vào cái ống gen co vào để chống xước ấy, kê sát mình xước. Bao tay thì mình sử dụng bao tay Daytona Nami Ami, con này Daytona Ami kèm với gù Saraya inox. Đấy. Gương thì chỉ chơi một cái thôi nhá các bạn nhá. Gương thì chỉ chơi một cái thôi, Rizoma 744. Đây, trở lại chỗ này. Thì các bạn thấy không? Cái tay bên này là tay phanh dây. Đấy, mình sử dụng chính là cái cùm côn dây mà anh em 300 với 650 chuyển xuống 600 chuyển xuống hay dùng 400 ấy, hay dùng ấy là cùm TWM. Đấy, hàng real. Không cần quét nhựa quét nhựa gì á, đặt phát đẹp luôn, rất nhẹ luôn. Đấy. Và đây thì dàn công tắc, các bạn thấy không? Công tắc thì mình sử dụng cùm công tắc của Yamaha Nvic. Cùng công tắc rất là mới, đặt lên xe cực kìa đẹp. Con này là mình tặng anh. Mình không hiểu nó là con chuột hay là con của nợ gì đó. Gấu Teddy. Đủ thứ luôn. Gấu Teddy. Ok anh em. Ok anh em. Gấu Teddy à? Không, con này trông như con chuột đấy. Gấu con Teddy này, như vậy mà. Anh đặt mua cái mốc này từ năm trước rồi. Đặt mua cho con ô tô của chị ấy. Đấy. Đây. Tất cả giàn ốc là được mình lên hết bằng giàn ốc Saraya anh em. Cái nhựa đen này thì khác một chút nhá. Cái này phối màu đen đỏ. Cái bản độ này thì anh em sẽ nhìn thấy rất quen với bản độ của anh của Ken 6789 đã từng độ con Mio Classico rồi. Đấy. Thì chủ xe đưa mình đúng một cái video và yêu cầu là mình dọn y hệt như thế, nhưng mình sửa đổi lại một tí mang cái phong cách cá nhân hơn. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Em soi được cái ống ánh xanh không? Nhựa đen của mình thì vẫn là cái chất kiểu sơn đen nhưng ánh xanh, cái đặc trưng của màu nhựa đen Honda bây giờ ấy. Đấy, rất đẹp và bền. Đấy, còn dàn nhựa đen của mình, cái nhựa đen này, đấy thì mình phủ là sơn nhúng carbon. Đấy, cái này tất cả là mình sơn nhúng carbon. Đấy, sơn nhúng carbon. Đây, em nhìn này, chỗ này.
soi đèn lên. Khi ra ánh nắng ấy thì nó lên nó óng ánh rất là đẹp luôn. Đấy. Vì bây giờ là cái trời là nó 5 giờ chiều trời mùa đông rồi. 5 giờ chiều trời mùa đông rồi nên là nó sẽ không ra được. Nhưng mà em soi camera có thấy không? Có ánh nhu ánh xanh không? Đấy, lướt lên. Đấy. Nhu nó nằm sâu ở bên trong. Thì tiếp theo nữa là cái này khung sườn rồi tất cả các thứ là mình sơn mới hết. Mình sơn mới lại. Cái này thì thực ra là cái này chính là cần chân số của mấy con Exciter ấy. Mình lắp vào để cho nhỡ may trẻ con trẻ tiếp đi nó không bị đục và nó không bị đau. Đấy. Giàn ốc thì mình lên phun giàn ốc Saia. Tiếp theo nữa là giàn tem. Các bạn thấy bộ tem là mình đầu tư khá nhiều công sức để lên. Thì chủ xe muốn là hãy nhìn từng nhìn cái con Honda Scoopy. Mình lên bộ tem Honda Scoopy theo phong cách zin của Scoopy rồi. Chủ xe thích quá, bảo mình làm sao thiết kế lên con Mio được. Thì đây, giới thiệu anh em. Đây, camera lại vào đây, anh lại phải dùng đấy rồi. Đây, các bạn nhìn thấy ảo lòi chưa? Đấy, bộ tem này ảo lòi chưa? Đây, tất cả cái này màu đỏ là màu mình sơn lên nhá. Bạn nhìn bộ tem óng ánh chưa? Như sơn chưa? Đây là đề can đấy. Tất cả cái này không phải như sơn vẽ luôn, nhưng nó là đề can. Đấy, các bạn nhìn thấy độ óng ánh chưa? Em camera có soi được độ óng ánh ở trong cái đề can không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, em đi ở đây. Màu đỏ này. Màu đỏ này không phải đỏ sơn nơi đâu nhá. Đỏ này là đỏ đế can này, đỏ sơn này, nó ở dưới đây. Cái này hơi cam này, em nhìn thấy không? Em thấy nó tạo lên cái điểm bật điểm nhấn không? Trông nó rất là lạ. Anh em nhìn để ý mà xem. Nếu mình không nói các bạn sẽ không biết được đâu. Đây này, cái đầu màu này là màu hơi cam một tí để làm nhấn lên cái độ bộ đỏ này. Anh em nhìn thấy nó trông vừa là đỏ nhưng mà nó lại hơi ánh cam. Đấy, như kiểu ánh nắng nó hắt vào ấy. Đây, tiếp theo nữa là cái đường này. Đây, em anh nhìn này, ảo lòi chưa? Quả giấy in của hệ thống QDK in. Sau đấy là mình dán trước Mio, chữ Mio Classico này dán rời. Cái này là tem rời, cái này là một lớp, cái này là một lớp. Đấy, tất cả dán chồng lên nhau. Lớp đen này cũng là một lớp nhá. Dán đen, dán bạc, dán đỏ, dán đỏ lên. Đấy. Nhìn trông nó ảo ma vãi nhở bộ tem. Rất nhiều anh em bảo là tem này là tem gì đấy mà không ai biết được bộ tem là gì. Khá là ưng ý về bộ tem. Đây. Còn cái bộ này là đây cũng là tem rời Mio Classico. Đấy, cái này là ghép rời chạy dọc. Thì con Honda Scoopy bản đời 110 ấy, cái bản 110 của Nhật ấy, nó chạy cái tem như này thì làm nên cho Mio Classico. Về dàn sau ấy thì điểm nhấn như mình đã nói rồi. Đây, đầu tiên sang bên em ở bên đấy luôn, đỡ phải đi lại. Mình lên cái thụt olive. Đấy. Olin thì con này là con Olin lắp cho mấy con Mio Classico với cả con Click cũng lắp được luôn nhá. Đấy. Vision với cả Vario đều lắp được hết. Lên rất đẹp và không cần phải độ chế cháo gì anh em. Tháo zin ra lắp vào thôi, không cần phải khoét nhựa. Khoét nhựa thì nghe các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy tầm nhựa đặt không cấn cạ gì luôn. Chuẩn như zin luôn. Đi rất là êm, đúng là Olin mà không phải chê được. Mình nhúng nguyên hết tất cả dàn này bằng carbon này. Các bạn nhìn đâu. Đấy, nhúng nguyên đấy, tất cả carbon. Đây, em đi sang bên này, anh review cái dàn sơn nhúng carbon. Như các bạn thấy cái miếng nhựa này, nhựa ốp rè này, mình sử dụng lại hết nhựa đen của xe, mình không cần phải thay mới. Và mình đem mình nhúng hết carbon. Còn nếu thay mới bộ dàn này thì nó chỉ tầm triệu hơn triệu thôi. Đấy. Đây, ngay cả ốp mô mình sơn nhúng và mình mua cái ốp mới. Vì cái ốp này không thể tránh được thời gian là nó sẽ bị xước sát các thứ ấy. Nên là mình mua mới. Còn mô thì sơn lại. Cổ mô thì mình làm cổ titan. Đấy, cổ titan luôn. Đấy. Khá là đẹp, đúng không? Lốc này mình không ốp biếc gì vào cả. Mà cái này là mình chỉ có sơn phủ lại carbon thôi. Như cái miếng này này là to nhất này. Đấy, có cả miếng sàn chân luôn. Đấy, phải nhúng hết. Thực ra thực tế là nó chỉ có lộ mỗi một tí điểm này, tí điểm này thôi. Nhưng mà vẫn phải nhúng hết. Đấy. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Đây là sản phẩm dọn phun từ một chiếc xe mà để rất là lâu, xe rất là nát, máy miếc các thứ nó đều bị ì. Và mình đã làm lại máy, làm lại nguyên máy rồi là tháo hết tất cả ra, sơn xi lại, dọn mới lại. Chiếc xe này mình dọn trong vòng 5 tuần để được hoàn thiện bộ dàn. Xin cảm ơn anh khách đã là người chốt điều cuối cùng cho chiếc xe dọn zin và lên đồ chơi tại VT Moto. Xin cảm ơn anh em Cúp Racing đã hỗ trợ anh lên cho anh cái dàn phanh để có cái video hoàn thiện, có chiếc xe hoàn thiện như bây giờ. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong năm 2023. Mình sẽ làm nhiều clip về dọn zin cho anh em xem. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Bye bye các bạn.